với không khí se se lạnh của Đà Lạt, việc bạn tìm đến những món ăn làm cho cơ thể ấm hơn sẽ rất thú vị. Thưởng thức một chút vị cay cay giòn giòn bên bếp than hồng cùng chiếc bánh nướng thật tuyệt hảo phải không nào? Xuất hiện tại Đà Lạt chưa lâu, bánh tráng nướng Đà Lạt được du khách và các bạn trẻ ưu ái đặt cho cái tên Pizza Đà Lạt. Một món ăn đường phố với thành phần là bánh tráng, trứng nướng giòn, thêm một chút nhân là khô bò, phô mai hay xúc xích, tùy theo khẩu vị của từng thực khách và một chút tương đỏ. Đến Đà Lạt, bạn sẽ bắt gặp nhiều hàng quán ven đường bán loại bánh pizza đặc biệt này. À, xin chào chị Vân. À, không biết là chị đã bán cái món bánh tráng nướng này lâu chưa? Chị bán được 4 năm rồi. Và đối tượng khách của chị khi mà đến ăn thì thường là các bạn trẻ hay sao chị? À, chị cũng bán bình thường mà cũng có người trẻ, cũng có người lớn, cũng có cái những mẹ đi đón học sinh về thì bình thường cái giờ này là giờ của chị bán. Chị cảm nhận như thế nào về món bánh tráng nướng của Đà Lạt? Dạ vâng, thì em thấy món này thì nó hợp khẩu vị cho nhiều người, chứ không phải riêng mình em. Dạ vâng, nó dân dã thôi, nó mộc mạc nhưng mà nó làm cho mọi người, người nào cũng thích ăn, cả người lớn, cả trẻ em. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Dạ. Xin chào cô Hoa. Chào em. Làm thế nào để có được một chiếc bánh ngon và có độ giòn đều thưa cô? Để có một chiếc bánh ngon giòn, đầu tiên ta đặt bánh vào vỉ nướng. Sau đó ta đặt trứng lên chiếc bánh và ta đánh đều chiếc bánh. Để có một chiếc bánh giòn ngon thì ta phải quay đều chiếc bánh. Quay đều chiếc bánh. Sau đó bánh có độ hơi giòn giòn thì ta lại thêm tí dầu, ớt và các cái vật dụng như khách muốn có yêu cầu như là bò khô, nhân đó hả cô? Phô mai, chăm bông, xúc xích, tùy theo khách có yêu cầu. Cô mời Thanh Huyên nghe. Dạ, cảm ơn cô ạ. Mời các em. Quý vị và các bạn, chỉ cần cắn một miếng bánh nhỏ thôi nhưng mà tôi đã cảm nhận ngay vị béo của trứng, vị thơm của hành và những mẩu bánh giòn tan ngay trong miệng, cũng như là một chút cay cay đặc trưng của món ăn này. Và ngồi cạnh Thanh đi đây thì có rất nhiều bạn trẻ ghiền món này. Và xin chào em. Em có từng nghe đến món bánh tráng nướng của Đà Lạt mình được bạn bè và du khách ưu ái đặt cho cái tên là Pizza Đà Lạt hay chưa? Dạ. Cái món này thì em biết đến lâu rồi chị. Và chị em thì thay đổi bạn bè đi ăn rồi. Một cái tên thì nghe rất là sang nhưng lại đi kèm với một món ẩm thực đường phố thì em nghĩ như thế nào? Dạ, thì một phần là nó giòn, hợp khẩu vị. Cái tên này hay như vậy. Xin cảm ơn em. Một món ăn vặt ngon và cách chế biến cũng rất đơn giản. Hãy tìm đến các con phố ở Đà Lạt để thưởng thức nhé. Đây không chỉ là món ngon với các bạn trẻ mà cả du khách cũng như khách nước ngoài khi ghé thăm Đà Lạt.